chú mua tiền cổ chú. Đợi chú xem nào. Đây ạ. À, có tiền 100 nghìn mua được này. 200 đồng 100 nghìn. Của con à? Vâng ạ. Mua được này. 100 nghìn tiền giấy. Cái này mua 150 tờ rồi, không rách đúng không? Không rách, mua 150 tờ được này. Cái này chất lượng đẹp như này mua 50 một tờ. Cái này cũng được nhiều tiền hết nha. 10 nghìn này mua 50 một tờ này. Mua được. Chỗ này cũng được mấy trăm nghìn con ạ. Đây 10 nghìn này mua được. 500 đồng này thì bình thường thôi. Cái loại này tiền đang lưu hành. 500 đồng này không bán được này. Ừ, 200 đồng này cũng không bán được. Mua được cái chỗ 10 nghìn này với 100 nghìn này thôi con ạ. Chỗ này là 7 tờ 10 nghìn. Và cái này 350 này cộng 150. Tổng là 500 tròn. Đấy thì ok không con? Ok chú ạ. Ừ nhưng mà sao lại có cái mớ tiền này? Mẹ con cho ạ. Mẹ cho đấy hả? Vâng. Đem ra đây bán. Con gần đây không? Bạch Đằng cũng gần đây, đi gì thì qua đây. Con nhờ người ta chở. Sinh năm bao nhiêu? Con 21 ạ. 21 hả? Vâng. 21 là bây giờ học lớp mấy rồi? Năm nay lên lớp 8. Lớp 8 à? Được nghỉ hè đúng không? Vâng ạ. Ờ. Tên là gì? Con tên là gì? Con Duy Anh ạ. 2011 là túi mèo đúng không? Đây, tặng Duy Anh một tờ này. Đây, chú gửi tiền này, 500. Ok, bắt tay phát. Hùng bá vỗ tiền tệ. Định giá mọi lại tiền. Cảm ơn con nhá.